trong một niệm bất khả thuyết bất khả thuyết các biển tam muội thảy đều hiện tiền được nơi một môn ta muội vì vào tất cả môn ta muội đều khiến nguyện lực thanh tịnh, trong một niệm bất khả thuyết bất khả thuyết biển các căn thải đều hiện tiền, biết rõ được bờ mé các căn vì nguyện lực trong một căn thấy tất cả căn, trong một niệm bất khả thuyết bất khả thuyết thời gian cõi Phật nhiều như số hạt bụi thải đều hiện tiền, đắc được chuyển pháp luân đối với tất cả thời, vì nguyện lực chúng sinh giới tận pháp luân vô tận trong một niệm bất khả thuyết bất khả thuyết tất cả biển ba đời thảy đều hiện tiền biết rõ được trong tất cả thế giới vì nguyện lực tất cả ba đời phân lập trí quang minh thiện nam tử ta chỉ biết môn giải thoát bồ tát thuận đăng này như các đại bồ tát như đèn kim cang nơi nhà như lai chân chánh thọ sinh thành tựu đầy đủ mạng căn bất tử thường thắp đèn trí huệ không tận diệt thân các ngài kiên cố không gì phá hoại được hiện thân sắc tướng như huyễn như pháp duyên khởi vô lượng khác biệt tùy tâm chúng sinh đều thị hiện hình dáng xác tướng thế gian không thể sánh bằng đau độc nạn lửa không thể hại được như núi kim cang không ai phá hoại được đều phục tất cả các ma ngoại đạo thân các ngài tốt đẹp như núi vàng thật ở trong trời người rất là thù đặc vang danh rộng lớn chẳng chỗ nào mà không nghe biết quán các thế gian đều đối trước mắt diễn nói pháp tạng thâm sâu như biển vô tận, phóng đại quang minh chiếu khắp mười phương. Nếu ai thấy được tất sẽ phá được tất cả núi lớn chứa ngại, tất sẽ nhổ trừ được tất cả gốc rễ bất thiện, tất sẽ khiến cho gieo trồng căn lành rộng lớn. Người như vậy khó có thể gặp được, khó có thể xuất hiện ra đời. Mà ta làm sao biết được, nói được những hạnh công đức đó Thiện Nam Tử ở hướng Nam này Có một nước tên là Danh Văn Ở bên bên bờ sông có một đồng tử tên là tự tại chủ. Người hãy đi đến đó hỏi Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát hạnh, tu Bồ Tát đạo. Bấy giờ thiện tài, vì muốn rốt giáo hạnh thanh tịnh dũng mãnh của Bồ Tát, muốn đắc được đại lực quang minh của Bồ Tát, muốn tu các hạnh công đức vô thắng vô tận của Bồ Tát, muốn viên mãn đại nguyện kiên cố của Bồ Tát, muốn thành tựu tâm rộng lớn thâm sâu của Bồ Tát muốn trì vô lượng thắng hạnh của Bồ Tát. Đối với Pháp Bồ Tát, tâm không nhảm đủ, nguyện vào tất cả công đức của Bồ Tát, muốn thường nhiếp ngự tất cả chúng sinh, muốn vượt qua sinh tử rừng rậm hoang dã, đối với thiện tri thức, thường thích thấy nghe, thừa sự cúng dường, không có nhà mỏi, đảnh lễ tỉ kheo thiện kiến, đi nhiễu vô lượng vòng, ân cần chiêm ngưỡng rồi từ tạ mà đi.